Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô bằng lăng lá nhỏ nha quý anh chị. Đây, cái lá như thế này đây. Nó rất là nhỏ, nhỏ hơn cái bằng lăng cái lá mình ha, lá mình nó bự lắm, bự hơn bằng tay luôn. Này mà lá nó gì nè. Đó, nhỏ. Bông cũng to lắm nha chị, rất là đẹp ha. Cây này sống đâm chồi sống khỏe thường trong cái chậu này luôn rồi. Trồng trong cái bao này nè. Đó nữa em gửi nguyên cái bao này luôn cho anh chị ha. Cái này nữa mấy cái chồi này nữa em ốp giấy vô nó có gãy anh chị thông cảm ha, về đâm lại chồi mới thôi. Này như mấy ngày nó gãy nữa đâm lại chồi mới nè. Tại mấy cái chồi này nữa em chỉ ốp giấy thôi nghe của chú anh chị. Cây đầu tiên là mã số là 425. Này em đo tổng hoành nghe anh chị. Em đo tổng hoành. Tổng hoành 62. Tổng hoành 62. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Đường kính bầu 35. Rồi cái này giao lưu anh chị là 450 thôi. Thì rẻ luôn. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nghe của chú anh chị. 425. 426. Đó, trời ơi, cây cũ nè, liền nè anh chị. Bằng lăng lá nhỏ ha, cây sống khỏe hết anh chị yên tâm nha. Này loại này cũng dễ sống lắm ha. Này liền luôn một củ rất là đẹp ha. Rồi đo tổng hoành không nghe anh chị? Tổng hoành 62. Tổng hoành 62. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Đường kính bầu 44. Đó, mã số 426. Cây này giao lưu anh chị là 750 anh chị ơi. Liền một cục rất là đẹp ha, 750.000. Ồ, cây này mới giữ nè anh chị. 427. Củ này to lắm ha. Tổng hoành 63. Tổng hoành 63. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 42. Rồi mã số 427. Rồi cái này 900.000 nha anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Cây này anh thích chơi cây mini bonsai rồi cây này ha, nhỏ nè. Hoành 45. Lá rất là đẹp. Chiều cao 21. Hoành 45 nha anh chị. Đường kính bầu 27. 428. Rồi cái này 500.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. 429. 429. Ồ. Nguyên cụm luôn. Này em đo nguyên một cụm ha. Tại vì nó dính nhau hết trơn nha anh chị. Dính như gốc vậy nè. Bề rất là đẹp. Tổng hoành 83. Tổng hoành 83 luôn chị ơi. Chiều cao 36. Đường kính bầu 40. Rồi cái này để rẻ chị 750 thôi. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số 429 ha. Rồi 430. Cây sống khỏe hết nha anh chị. Nguyên một bề luôn nè. Tổng hoành 81 luôn chị. Chiều cao 32. Đường kính bầu 40. Rồi cái này 700.000 luôn chị ơi. Bao ship cho mình luôn. 430 700.000 mà bao ship cho mình luôn nghe cô chú anh chị. Em báo giá là bao gồm phí vận chuyển cho mình luôn rồi. Chị khỏi phải lo ha. 431. Cái này cũng liền lạc nhau hết trơn nè anh chị. Nguyên củ rất là đẹp luôn. Tổng hoành 78. Tổng hoành 78. Chiều cao 29. Đường kính bầu 42. Rồi cái này cũng 700.000, bao à, ship tặng nhà cho mình. 431. Hoành cái này là 55. Hoành 55. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 39. Đường kính bầu 39, 432. Rồi cây này giao lưu anh chị là 550.000 thôi, để rẻ luôn. Bao ship tặng nhà cho mình luôn nghe anh chị. 433. À, cây này thoát thân cao nè. Hoành 44. Chiều cao 46. Đường kính bầu 30. Rồi cây này 650.000, bao ship. 433. 434. Nhìn nhìn cái. Nó nặng cái đầu nó hơi nghiêng chút nha chị. Hoành 46. Hoành 46. Chiều cao 53. Củ này đẹp lắm anh chị. Đường kính bầu 29. Rồi củ này giao luôn chị 750 nha, bao ship tặng nhà luôn. 434. 435. 435.
ngày liền một củ dưới này luôn nha anh chị. Hoành 49, kéo quá trời kéo luôn. Chiều cao 56, đường kính bầu 31. Rồi cái này 650 chưa, bao ship tận nhà 435. 436. Nguyên một bệ dày luôn ha. 436 nha cô chú anh chị. Đó, nguyên một bệ liền luôn. Rất là đẹp cái bệ này nè trời. Bệ liền lạc rất là đẹp nha anh chị. Em đo nguyên bệ ha. Tổng hoành 91. Tổng hoành 91. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Đường kính bầu 40. Ồ, bệ này rất là đẹp anh chị ơi. 850.000 bao ship chị ơi. Mã số 436. 436. 437. Tổng hoành 69. Tổng hoành 69. Chiều cao 31. Đường kính bầu 36. Rồi cái này để rẻ chị 600.000 thôi, bao ship luôn. 437. 437. 438. Nguyên một bệ liền lạc luôn ha. Tổng hoành 46. Chiều cao 26. Đường kính bầu 31. Mã số 438. Rồi cái này giao luôn chị. Rồi cũng 600.000 chứ, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang sen ha. Trang sen được gọi là trang sen Nhật đó anh chị. 290. 290. Chiều cao 17. Rồi 150.000, bao ship mình luôn nha anh chị. 291. 291. Chiều cao 21. Rồi 150.000. 291. 292. Chiều cao 19. Nó hoành cỡ 14, 15, 16, 17 gì đó. 150.000, 292. 293. 293. Còn mấy cây xả nhà của chú chị chơi luôn. Chiều cao 14. Rồi 150.000. 295. 295. Chiều cao 16. Rồi 150.000. 297. Wow, rất là đẹp. Chiều cao 16. Rồi 150.000. 297. 298. Cũ. Chiều cao 15. Rồi 200.000. 298. 299. Chiều cao 18. Rồi 150.000. 299. 300. Ồ, cũ bự. Chiều cao 17. Rồi 200.000. 300. 301. Chiều cao 19. Rồi để rẻ 150.000. 301. 303. Chiều cao 16. Con này cũng bự lắm nè. 303. Rồi 200.000. 304. Chiều cao 21. 150.000. Mã số 304. 305. Chiều cao 20. 200.000. Mã số 305. Giảm giá duy nhất bữa nay thôi nghe anh chị. 306. Đã hết hàng luôn à. Chiều cao 21. Phụ rất là bự nè. 200.000. 306. 307. 307. Chiều cao 16. 150.000. 308. Hoành 16. Chiều cao 16. 150.000. 309. Chiều cao 19. Rồi 150.000. 311. 311. Chiều cao 20. Rồi 150.000. 311. 312. Cũ quá bự. Chiều cao 20. 200.000. 312. Chiều cao 19. 150.000. 314. 315. Chiều cao 18. 150.000. 316. Chiều cao 17. Rồi cũng 150.000. 318. 318. Chiều cao 21. 150.000. 318. 319. 319. Chiều cao 16. Rồi 150.000. 319. 323. 323. Hoa rất là đẹp luôn. Chiều cao 18. 150.000. 323. 325. Chiều cao 19. 325. 150.000. 326. Chiều cao 15. 150.000. 326. 327. Chiều cao 16. Rồi 150.000. 327. Tại cây cũng 329. Chiều cao 20. 329 cây này cũng 200.000. 330. 330.
chiều cao 18. Rồi cái này 150.000. 330 331. Chiều cao 15. Rồi cái này 200.000. 331 332. Quả trời cây nó bự luôn. Chiều cao 18. Chỉ 200.000 luôn, bao ship luôn nghe anh chị. 332 333. Chiều cao 18. 150.000. Mã số 333 335. Cây này cũ quá bự. Chiều cao 19. 200.000. 335 336. Chiều cao 16. 150.000. 336 337. Chiều cao 18. 150.000. 337 338. Chiều cao 15. 150.000. 330 Chiều cao 15. Rồi 150.000. 340 341. Rồi 150.000. Chiều cao 17. 341. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn.
Cuộn thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh Gia Băng ha, bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390 ngàn. Đó là gồm là 8 cây đục đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây, em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha anh chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mình nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó.
Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào